Hai. Mời từ bạn phải biết ở trước sân bay nè, cái chỗ mà xuất phát là điểm á, cái mà ga ga quốc tế nè, chữ terminal nè là cái ga quốc tế nha, Quốc tế ạ. cái ga quốc tế. Rồi ở Nhật thì các bạn sẽ không bao giờ quên hai cái chỗ mà đi là Narita, sân bay Narita và sân bay Haneda. Narita là ở Tokyo, còn Haneda là ở Osaka. Ha. Thì các bạn phải nhớ nó. Ví dụ sân bay Taminaru đây là cái chỗ mà mình đi ra sân bay quốc tế, tức là có quốc nội nữa. Okunai là quốc nội, còn Taminaru đây là quốc tế để mình bay những cái chuyến bay quốc tế. Này, Itakoto là có một việc đây nghĩa là đã từng, bạn đã từng không? Này, bầu như tôi đã từng học tiếng Hàn thì nó là Watashi wa Kankoku go. Khăn khô cử gô Ủa? ố Bên bên cô si kêu chi tà cô cô tô. tô gà arimasu. Rồi thì bây giờ mình nói cái này, mình thay vì mình cái đây là nguyên cái cụm danh từ, cái này là danh từ, danh từ cụm danh từ. Rồi đấy, một cái cụm danh từ đây, chẳng hạn như tôi đã từng đi Nhật Bản thì nói sao? Nihon e ita koto ga arimasu. Ừ, mì hòn ấy ta của tôi ai mắt cũng được, nhưng mà trong trường hợp đây người ta đã cái địa điểm xác nhận rõ thì mình sẽ lùm là ní. Mỹ Hai Nihon người đó e cùng cùng biết cái địa điểm ita rõ, koto thì bây giờ là ga cái chữ này mình thay vào là bằng, thay bằng bằng chữ Nhật Bản được không? Thì, này arimasu. thì bây giờ mình nói là cụm danh từ này thì nó là Haneda no Kokusai Taminaru ni Itakoto ga arimasu ka, mình xác nhận thêm chữ cá là mình hỏi. Được chưa? Rồi Dương Dương Vậy. có theo kịp không? Hay hay. Chơi. Ừ. Rồi. Rồi, hai bạn cái này đọc đọc tập đọc cho quen hơn không? Dương thử đọc hơn không? Tokyo Tokyo ni kuru ni Chưa được nếu mà Tôi được đi qua tôi đã sử nô Okina Eabotoga Ate. rồi dịch nghĩa nè. Rồi Tokyo là thủ đô của Nhật Bản, Tokyo Kuru, khi mà đến Tokyo thì phương ta trừ nãy là nói là gì, Hai thứ lần hai thứ là hai lần á, kiểu như hai Okina Eabototo, kiểu như là mình quá cảnh ha, ea bô tô gá ht. qua cảnh hai lần. Rồi cái là cái ở đâu, ở Haneda. Haneda là cái sân bay này, Kuko là cái sân bay á, Sân sân bay bay, sân giống bay. như là mình là sân bay tân sinh nhất là sân bay Nội Bài á, Đấy. đúng không? Thì ở Nhật thì nó có là sân bay Haneda và sân bay Narita. Nãy mới vừa nói nè, ở Narita là ở Tokyo, còn ở Haneda là ở ở Osaka ha. Rồi cái hành lý xách tay này thì mình nói đi mua trừ là cái hành lý, còn đây hai bạn thấy không, nhưng mà mình thêm chữ T nữa, cái T là gì, là tay. Tay. Rồi T ni mô trừ là hành lý xách tay. Rồi Uketori là nhận ha, mình lái á, mình là nghĩa là nhận, mình tức là mình lái cái hành lý xách tay của mình thì mình gọi là nhận ha. Ví dụ như các bạn đi, Ngọc đi máy bay lần chưa, Dương đi máy bay lần chưa, khi máy bay nó mình gửi hành lý thì nó có lấy một cái băng chuyền, thì nó đến đó thì mình đợi mình lái cái hành lý của mình, thì cái đó mình sẽ gọi là Uketori là nhận. Nhớ chưa? Hành lý là Nimotsu, nhưng mà thêm cái chữ T vô nữa là Tenimotsu. Rồi các bạn hành lý qua Nhật được 47 kg ha.
nói dư nói Ngọc để chuẩn bị, nhưng mà không biết Ok. khi nào mới bay đây, tự do cũng hơi lâu, nó cấm nhập cảnh rồi, nhưng mà bây giờ nó quản cái, nó cấm cái kiểu như là quản cái cách ly rồi, nhưng mà bây giờ nó cấm nhập cảnh. Olympic này người ta cũng không cho nhập cảnh đây, nên chắc em với sân xe hơi đợi hơi lâu lắm rồi. À, còn xin tiền hỏi Dương là học tiếng Nhật để làm gì đây, là có đi Nhật không? Em thích học thôi. À, là có, còn bây giờ còn đi học trung tâm ấy, Không, em đi làm ở CC. là bây giờ đi làm rồi, có buổi tối rồi có thời gian là cũng tự học vậy thôi, chứ không có đến trung tâm vậy. Em tự học thôi. Dương sinh năm bao nhiêu? Bao nhiêu? 94 Chín chín hai chín chín bốn à. á, hơn tuổi em. Là sao Em nói là chị ấy hơn tuổi em. à, rồi tiếp nha. Vậy. Rồi cả Ngọc hiểu không, nãy mới nói xong ừ Kitori là nhận nó nguyên, nếu mà Cái đi chỗ với nhận nhận cái chỗ nhận hành lý xách tay thì có ở đâu à? Đặt ở đâu? không Để phải đâu sai à? rồi, Là gì? cái nhận cái hành lý xách tay á ở đâu thì được, từ đề kia mắt là có thể Ở này. đâu thì được? Thì tức là mình nhận, có thể nhận cái hành lý đó ở đâu có thể được. Camera nó nói vậy, tức là cái hành lý cho nó ở cái cổng cổng bắc đi, thì mình đang ở đứng cổng nam cổng tây, không biết mình hỏi các bác quý vị à, cái hành lý thì bây giờ nhận ở đâu thì được, hiểu không, thì người ta chỉ đường cho mình á, nói nôm na tiếng Việt vậy, chứ không thì có nói là cái kiểu như cái hành lý nó có ở đâu á thì người ta nói vậy. Hay. Rồi từ đây hai bạn biết không, từ ghi cười ní là trái ngược lại, nếu mà ngược lại, nếu mà mình muốn gửi chữ azuketai là gửi ha, muốn gửi Khi mà azuke rất muốn là gửi gửi, hành lý, thì bây giờ tay toki là khi nè, nimochu là khi hành muốn lý, gửi ngược lại mà nếu mà mình hồi nãy cái từ nhận nhận hiểu không, từ uketori là nhận, còn azuketai là muốn gửi. Rồi Tozoken là cái mà cái phiếu mà lên 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 vé máy bay á, các bạn là cái này gọi là phiếu máy bay, phiếu lên vé máy bay á, tức là các bạn mua vé máy bay thì các bạn sẽ có một cái phiếu, thì mình gọi đó là Tozoken, tức là cái vé mà đi máy tô tô rồi kinh rồi, Tozo là lên máy bay nè, Tozoken, Ken là vé, Tozoken là cái vé mà mình lên máy bay. Đó, nếu mà các bạn biết tiếng Anh thì các bạn sẽ dễ dàng. Đó, cái ván như thế này nè. Từ từ. Đó, thấy không? Bà lên tiết kiệm. Bà lên là máy bay á. Tiết kiệm là cái ván. Thôi. Take Đây, đây này. Để ý cái này này. Cái này gọi là cái ván ha. Khi mà các bạn mua thì người ta cần có cái vé này người ta mới cho các bạn lên như vậy, được chưa? Thì cái này gọi là free. Tozoken. Ok. Rồi từ online á, các bạn biết không? Online là cái kiểu như mình mua được tiếng á, online mình tiếng Nhật nó đọc là online, online đấy. Online, mua online hả? À, Mua hay online để Tozo Keno Kaimasa là có thể mua bằng mua bằng hình thức về này. bằng Từ đế, ví dụ như là ngôn ngữ này, ăn gì cái gì đó cũng đế, thì mình nói là hình thức, cái này là hình thức ha, hình thức có thể mua trên online được nè.
À, tại đây là gì Dương? Cái bài mà mình đi ngân hàng mình mua, mình bấm man and rồi mình bấm cái này để, cái này nghĩa là gì? nhận. Sao nhận. Cái này chữ này Like à, cái này là ví dụ như mình bấm cái gì là xác cái nhận đúng không? đúng rồi, cái này gọi là cardinal là xác nhận ha. Ở Nhật ví dụ ha, tức là trước khi mình làm công ty mình, bây giờ mình về đúng không, mình chỉ vô cái bóng đèn đó mình nói một câu là yos yos, là mình xác nhận coi nó đóng cửa chưa, hay là thì mình nói cái câu này, nếu mà sau này có làm việc công ty ở Nhật thì yos, mình sẽ nghe câu đây Yes. yos yosi, vô chữ yosi đây mình đọc là yos yos à, Yes. để xác nhận coi là đã tắt điện chưa. Ủa sao nó bị sao vậy? Ừ, sao bị sao không? Rồi. Nó bị Trẻ nó dạy canxi yeah. Sao em không ạ? Em thấy cái chữ đấy nó lại, em lại tưởng chuyển sang chữ canxi. no. Mạng nó yếu bị đứng à. À, cái mẫu hồ gá là nghĩa là gì, biết không, nhớ không? Ngọc thử nói lại Ta nè. xem chưa? Hồ gá, cái mẫu ngữ pháp hồ gá là nghĩa là gì? Hơn à? Anh Ờ, biết Dương. nô hồ gá sẽ À, dễ nô hơn. hồ gá này. Mẫu này nghĩa là gì? Về phía này thì hay tốt hơn. Ừ, à mình khuyên ai nên làm cái gì hành động thì à, nên làm cái này á, ví dụ như đau bộ bạn đau à, nên đi bệnh viện đi, khuyên đưa ra lời khuyên hơn. Dương nhớ không? Dương mới nhớ mẫu ngữ không? Được pháp nào Hay không? Rồi, cái mẫu ngữ pháp hồ gá ra thì mình nói là ví dụ như bạn bị bệnh rồi, nên đi bệnh viện đi. Ví dụ như là Dương sang qua Biêu kia để cara hai gia cừ biên nhé ít ta hồ gái thì vô, thì nó là bạn bị bệnh rồi, hãy đi bệnh viện sớm đi, hoặc là học tiếng Nhật đúng không, mình nói là Ngọc Sa Hoa Nihongo Bengushite Masne Gakko e Itta Bengushita Hồ Gai Đi Dố Gakko e Itte Bengushita Hồ Gai Đi Dố, nên đến trường học đi hả? Thì mình nói là khuyên ai đó làm một cái hành động gì đó thì nó là hồ gai. Ví dụ như chia à sẻ trước không cái hồ gái y đấy phải chia thể tà thể hay nguyên, đúng là rồi, thể thông nguyên thông cái này là thường thể beta, à beta còn nếu mà cái danh từ thì mình nu, còn cái này là động từ là phải beta, đấy. danh từ thì nu hù, còn cái động từ thì beta. Vì vậy cái cao ra này nó là rai rai tù là cái chuyến bay ha, trong từ chuyến bay á, right to là trong từ tiếng Anh á. Hãy xác nhận cái chuyến bay, nên xác nhận chuyến bay hả? Right to là chuyến bay. Này, cái này nó hư mở không? Tôi rồi là lấy lấy. Rồi.
Tôi dù nãy là lên máy bay á, mình gọi là tôi dù ha. Trước khi mà leo lên máy bay á thì nó là Sukoku Tetsuzuki á, là Tetsuzuki là thủ tục nha. Tetsuzuki là thủ tục, Sukoku là xúc ra là xúc cuốc á, là trong lúc mình đi trong ra Xuất nước ngoại đấy, mình xuất xuất ngoại, ngoại xuất á. ngoại. Sukoku Tetsuzuki Oshimasu là mình trước khi mà leo lên máy bay thì mình xác làm thủ tục, để đi ha. Cái là Cái Tetsuzuki thủ tục là xuất nhập cảnh. xuất nhập cảnh á. Nếu mà xuất nhập cảnh thì nó là từ có chữ nhập trong đây nữa, Sukoku. Xuất cảnh, đây là thủ tục xuất cảnh, à xuất cảnh. Rồi Tetsuzuki đây là cứ là nhớ thủ tục, ví dụ thủ tục cái khâu thì nó là cái con Tetsuzuki. Tetsuzuki là thủ tục, nó là cái khâu thì nó là cái con Tetsuzuki. Hoặc là cái giấy tờ đất đai gì đó của mình thì mình cũng nói là Tetsuzuki thủ tục của gì, thì mình mua bán đều có thủ tục hợp đồng á. Rồi khi mình đi lên máy bay thì mình nó cho mình cầm dao hay là cầm ma tí hay là cầm gì không, thì đó trong đó thì nó sẽ có gọi là kikenbutsu, là cái vật mà nguy hiểm á. Kikenbutsu, Ngọc để ý luôn này, kikenbutsu là cái vật mà nguy hiểm á. Mochi kondei này là không thể mà cho vào ha. Kikenbutsu là cái vật mà nguy hiểm, những cái đường nhọn nhọn gì đó, dao kéo gì đó. Lúc trước mà xin xe ở thì có cái bạn kia vẫn ở, vẫn mua cái cần câu cá là 10 triệu ha, vẫn đem về thì người Việt Nam mình thu luôn, không cho đem. Nên họ có cần câu cá cứ nghĩ là mua đồ bên Nhật đắt tiền về làm quà, hoặc là mình về Việt Nam câu cá thì cái người ta về thu luôn. Tiếc, nó dài lắm. Rồi Kiken là nguy hiểm này, nó là tính từ Luna, còn ngoài cái từ Abunai cũng là nguy hiểm nhưng mà nó tính từ Dui. Còn bươi trừ là cái vật mà nguy hiểm á. Mochi là cầm, cô mừ là cầm vào á, thì người ta chỉ cô mừ ra thì người ta chia qua tt á, ejirite nebimi nd, thì nó là mochi konde naika, là không có được mà mang vào ha, cầm vào. Rồi nimochi no kensa, kensa là kiểm tra, tức là bạn đi qua thì người ta sẽ có cái máy mà kensa là kiểm tra ha, nó bằng cái từ testo á. Nó có cái máy mà người ta xua từ các bạn từ chân đến đầu á, có cái vật gì mà sắc sắc gì đó là nó tít 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 lên á, sẽ báo lên. Rồi boarding, boarding là cái trạm á, checker là có cái trạm mà nó check, nó kiểm tra thấy không. Rồi checker đâu trong từ tiếng Anh này, hai bạn đi máy bay rồi Chị nên cứ biết không, tức chưa là em lại đi đâu chưa đi luôn hả? hay Chưa được đi, chưa đi đâu sao à? Còn Dương, Dương được đi đâu chưa? Rồi Dương ngủ rồi. Rồi tôi dù nãy là cái là lên máy bay đúng không, từ chi là cái cửa ha. à, cửa Rồi cửa lên máy bay đơn giản, cứ nhớ này là nhớ là tôi dù là lên máy bay. đấy. Còn ví dụ như tô gian là leo lên núi, còn tô cô là đi học đến trường á. Có những cái từ mà các bạn sang này các bạn học lên N2 N1 sẽ các bạn sẽ gặp. Tô dù là lên bay, tô gian là leo lên núi. Ngoài cái từ mình leo núi mình kêu là Yamao no Borimasu, nhưng mà khi mình học lên N2 N1 thì người ta sẽ dùng mấy cái từ hai chữ Kanji ghép lại á, thì người ta nói là tô gian. Còn đi học thì nói Gakko e Ikimasu, người ta không nói là vậy, người ta nói là Toko, là hiểu rồi. Thôi Toko là đi học. Rồi từ Kono Furaito, Furaito là cái chuyến bay này. No Tozo Kuchiwa Doko de ka, cái cửa mà leo lên máy bay của cái chuyến bay này thì ở đâu? đâu. Ryoho là hai phía ha, Ryoho là hai phía, tức là leo lên cái Narita Kuko to Haneda Kuko no Ryoho Okinawa Kuko nano de ano
Đó, cái này là hai phía cửa đó. Rồi, mô si là gì? Học bài 25 rồi. Bài 22 mà. Nếu mà tôi có tiền thì tôi làm gì đó. Nếu là tôi là chim, tôi sẽ bay gì đó. Mình dùng mẫu ngữ pháp là giả định. Nếu mà Thì tâm từ ra là mô si là nếu ha. Mô thì si máy bay cư cồ ní. Từ trong cái này là nó có một cái phương tiện mà mình đến đó thì mình không từ dùng từ kimat mà mình dùng nó là từ chư kimat. à, chưa kia mát đúng rồi, À, nhớ không? đến Chư chưa kia kimat mát thì bây giờ nó hay là hay Tuy-ta-ra. Rồi, Mô-si, Cư-cô-ní, Tuy-ta-ra. Sa-ki là cái điểm á trước ha. Ừ, cái điểm điểm á. Trước điểm nhưng mà mình trong từ trường hợp này mình cái điểm mà mình nó cũng có hai nghĩa, một nghĩa trước, một nghĩa là cái đồ như là Gakko-no-saki là cái không phải nói là trước trường mà kiểu như là cái điểm ở trường đầu, á. điểm đầu đấy, điểm đầu À. ạ. Rồi mình xác nhận ha. Hay Takenishi te oita hồ gái được chỗ này, cái xác nhận. Rồi tự ra nghĩa là gì Dương? Rồi từ điểm ô. này là muộn, muộn, chậm Đúng muộn. rồi, okurete là muộn ha. Này. Rồi. Từ nay học tiếng từ mới đó này. Fubuki. Fubuki là tiết thổi á. Cái tiết mà nó thổi á. C là tại. Tại vì tiết thổi. Tức là từ cái tiết mà nó bay bay á. Gọi là tại vì tiết thổi này. Raito, Raito là chuyến bay. Okurete là nó bị muộn. Fubuki là cái tiết mà nó thổi á. C là tại. Trong trường hợp này chữ C đang nghĩa là tại. Còn mà cái đồ đồ gì đó mà C là nói là made in. Ngoài cái nói chung là học tiếng Nhật nó rắc rối là vậy á. Fubuki no C de Raito ga okurete ru. Được chưa? Tại vì tiết rơi nên tại nói chung là mình dịch là tại vì tiết rơi đi. Tại vì tiết rơi nên cái chuyến bay này nó đã bị muộn. Muộn. Đó, tiết gì này đó, thấy không? Không? Nãy thấy cái ảnh nó Hay. dễ, dễ nhớ mà đúng không? Nó Hay. gọi là Fubuki. Kubuki. Cắt cánh này. Từ Riri là cắt cánh, cái máy bay mà nó cắt cánh á, độ từ mặt đất này nó bay vậy thì gọi là cắt cánh. Nay học quá trời từ mới luôn á, không biết có nhớ Không nhớ đâu thế không. Riri. phải xem Nói chung lại cơ mỗi bữa mình học một cái thôi. đấy Riri là cắt cánh. tất cảnh Tôi chắc cười là hạ cánh. Đó, thấy không? Thấy cái hình không? Không biết thấy hay hình không? có Đó gọi là cắt cánh đi cừ. Rồi, Hikoki nó bằng từ Raito nãy á. Hikoki nó sẽ bằng từ Kỳ máy Raito. bay Và Nijutsu là mình đọc nó nhớ ha. Cái 2 à 5 7 9 là phân, còn nhưng mà 1 3 4 6 8 10 á là bưng. 20 phút Đúng rồi, 20 phút thì nó là chữ bưng nha. Nhớ hay không? Cứ trừ em trừ ra 2 5 7 9 là phân, còn còn số còn lại là bưng cho sensei. Rồi. hay Y này là trong vòng 20 20 phút thôi, không được hơn. Y này chữ y này đây là 20 phút đổ trong lại. vòng Trong vòng đúng rồi. vòng Còn nhưng mà từ iso, nhớ nhớ từ iso không? Biết không? Iso có nó hai nghĩa, cũng là kết thúc hoặc là một nghĩa là trên vượt quá, công từ over. Nhưng mà nói công từ đại thôi ha. Hikuki à wa Nijutsu bung inai ni Ririku shimasu. Ririku nãy là cắt cánh thì trong vòng 20 cực phút cánh này. Trong vòng 20 phút này cắt cánh. rất là
Rồi, cái cao đây là kiểu như là những mấy người mình hành khách, những cái người tiếp viên máy bay á, thì họ sẽ nói Đây. cái này. Rồi tôi Nó còn nói khi kia qua đi giúp bưng y này đi 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 cười ta xin mất à đây là hạ cánh này chắc cười đi cười siêu rư từ các cánh là từ hạ cánh em ghi chắc luôn để nhớ cười này chắc cười đi cười 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 hạ cánh hạ cánh cười đó hạ đáp xuống là hạ cánh rồi Onohi cười Kokiwa chuyến bay đó á Yuji ni Yuji là chuyến mấy giờ? Là 10 giờ hai ha. giờ à 10 giờ Cái chuyến bay đây Sono là cái chỉ từ này. Sono chuyến bay đó thì 10 giờ đó đó nó sẽ hạ cánh. Hikoki, Hiku là Hikuzo là cái sân bay ha. Là cái phi trường mình gọi là phi trường á. ơi Hikuzo. Phi hành trường nè thì gọi là cái phi trường á. Cái mình nơi mà máy bay nó hạ cánh á thì gọi là đây Hikuzo. Chakuriku ồ Shimasu là hạ cánh. 10 hạ giờ cánh nó hạ cánh. Rồi, cái ví dụ như mình cái đây mình đặt phòng, ví dụ như đặt đặt trước đặt trước đúng rồi, ví dụ mình đi chơi đâu đó, ví dụ như mình không đặt là sẽ không có cái chỗ mình ở trọ ở ví dụ như đi đảo Phú Quốc đi 3 ngày 1 đêm nhớ thì đó mình sẽ đặt cái này để mình có phòng hoặc là mình đặt về khách sạn hay là nhà hàng gì đó thì mình đều là tự dùng từ đây đặt chỗ từ hay. trước rồi là mình book lịch rồi người ta cũng dùng từ vô gia cư con pha mười sitai no đề cả con kiểu như là mình xác nhận cái mà cái lịch đặt trước của mình thôi con pha mười là trong nó lái tâm từ nãy nó bàn đến từ Kakuni nhé nhưng mà nó nói lúc thì nó nói Kakuni lúc thì nó nói con pha mười Này. Còn phim. trong từ còn phim á đây chỉ xác nhận đó. Thì con pha mười rồi tự xác định lên đây Cứ thế. chắc bữa sau bữa sau chắc dạy con nít quá chứ cái này nó chỉ dạy một thời gian là nó sẽ nó Này. đứng nó rất là phiền anh chắc bữa sau để Này. học mic này biết cách sử dụng mic rồi mà phải không Hay. chỉ cần em tải về rồi thì gửi cái link rồi cái em nhắn vô luôn khỏi cần cái đăng nhập bắt buộc hay là giấy Hay. Rồi chắc 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 hôm nay tới đây thôi nha Ngọc. Rồi bữa sau Hay. có gì hư sáu thì giải tiếp cho. Hay. Rồi nha. Học coi tư vấn chỗ nào chưa biết á. Rồi xem lại. Có gì Dạ. thì gửi cái này lên coi. Cái này là coi rất hay. Cứ học cái ngoại ngữ gì đó thì em bấm lời cái ngoại ngữ đó rồi cộng với 101.com thì nó giảng vừa giảng tiếng Anh cho em nữa. Rồi có hình ảnh. 101.com ạ. Đúng rồi 101.com ví dụ như em muốn học tiếng cái ngoại ngữ diễn được ví dụ như em chỉ cần thay cái ngoại ngữ đó vô đồ cộng như 101.com Hay. Dương Dương ơi đi nhanh nha thầy dạy nhanh nha con nghỉ nha Hay hay. rồi có bữa bữa Okay, xong rồi. có gì bữa thứ sáu thì cô thầy cũng gửi like nhưng mà kiểu như học qua mic nha rồi có gì em vô em học rồi vậy nha đây thầy gửi cái link này cho các bạn coi lại Hãy rồi, subscribe cho kênh Ghiền các bạn ngủ ngon nha. Mì Gõ.